Ê, tụi bay có thấy là nghe lời tao là một điều đúng đắn không? Đúng vậy, chính xác. Hồi nãy đi chút xíu nữa là dính mưa rồi. Chui vô nhà hàng này thấy vậy mà cũng êm quá ha. Quá ấm cúng. Ê, hiện đại lắm mấy ba. Ngồi trong đây mà có chế độ phun sương sao mà cái ớt tao nó lạnh lạnh bắn bắn đâu. Mày khùng mà. Mở cửa sổ kìa. Ờ, khỏi đóng đi để cho nó tự nhiên không khí. Ăn đi. Ăn đi. Mời vô. Mời. Đó. Rồi phát đũa đi. Hai. Rồi cảm ơn. Hai. Ăn đi. Thanh kiều bạn. Trời lạnh đói quá nè. Mời vô nha. Mời. Ê. Cái gì? Gì vậy? Có con ruồi trong khẩu phần ăn của tụi mình. Đâu? Đó nè. Đâu? Đó. Trời ơi. Tổng lầm. Làm vậy là chết rồi. Nhục đi. Ê, khoan. Trời. Cái gì? Mày làm cái gì bỏ vô lại đi. Để lại nguyên hiện trường. Sao ta ăn? À đúng rồi. Mình phải kêu quản lý ra bắt nó đền cái chậu ăn này cho mình. Đúng. Đúng rồi. Đó. Kêu ra tao chửi nó chết luôn. Ừ. Khoan. Cái gì hoài? Tao mới nảy ra một ý này hay hơn. Cái gì? Bây giờ á mà mình kêu quản lý ra thì bất quá nó cũng sẽ đền cho mình bấy nhiêu đây đồ ăn thôi. Hiểu không? Thì đền lại đi. Không, mình sẽ kêu thêm nhiều món ngon hơn nữa, mắc tiền hơn. Ăn xong cái mình đưa con ruồi ra bắt đền hết luôn. Trời ơi. Thấy mày hợp lý nha. Đây nè, đây nằm ở đây hết. Trời, nằm ở đây hết. Bạn. Hay quá. Kêu phục vụ ra gọi món rồi. Gọi cho nó chết luôn, cho nó mạt, nó phá sản luôn. Dạ, không biết là các anh muốn gọi món gì ạ? À, em cho anh một tô cháo trắng hộp thịt muối đi. Đi qua đang kêu món sen chẳng. Tôi chưa kêu xong. Một tô cháo trắng hộp thịt muối ăn kèm với lại một tô bào ngư thêm đi. Trời, sốc mày. Sốc à. Cho anh món đơn giản em ơi. Rau muống luộc, tôm hùm Alaska đi. Tiếng ăn quá à. Em. Dạ. Em cho anh một dĩa khổ qua dồn di cá nha cưng. Trời ơi. Sẵn tiện cho anh order một chai Chivas mà 7-8 năm trước công nguyên á. Ôi anh ơi, những món các anh gọi nó hơi đặc biệt nên là giá nhà hàng em. Em ý là nó hơi mắc tiền chứ gì. Dạ, yên tâm, lấy ra hết cho anh. Bao nhiêu tụi anh cũng chi. Ok, có luôn. Cho em xin lại menu. Đây em. Mấy anh chờ một chút nhá. Ok. Trời ơi, dễ thương quá rồi mày à. Của tao luôn. Rồi giờ sao? Đợi đồ ăn thôi. No quá. Béo quá mày. Rồi, vô cái nè. Vô. Hết rồi. Ê, hết mưa luôn rồi kìa. Thôi về đi, chưa tính tiền rồi về. Tính tiền em ơi. Có em đây. Tiền mình nhiêu vậy em? Dạ, tổng bill của các anh là 22.880.000 đồng ạ. Đây ạ. Nói nghe biết giá nghe cho vui chơi thôi. Chứ nói chung là cũng dành cái lời khen cho nhà hàng của em. Tất cả món ăn đều rất là ngon. Đúng vậy. Thôi chỉ có một cái tiểu tiết duy nhất là có con ruột. Cái gì? Con ruồi đâu? Tao đâu có giữ. Hồi nãy mày cầm đó. Hồi nãy tao cầm rồi, tao bỏ vô dĩa chai giò rồi. Nãy giờ tao không dám ăn một miếng luôn. Giữ nguyên hiện trường mà. Có thấy con ruồi không? Con ruồi trong dĩa chai giò. Mày mới vét luôn đó. Con đâu? Ê, đừng nói là tao nuốt con ruồi nghe. Ôi. Sao vậy ạ? Không em, tụi anh chỉ giải quyết chuyện gia đình thôi. Lát anh tính tiền nha. Nhà hàng mình cũng sắp đóng cửa rồi anh ạ. Ôi. Đây, đồ ăn tới rồi đây. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha. Yêu cục yêu quá à. Ủa? Nhưng mà sao chỉ có mình tô của em là có xúc xích vậy? Thì nhà còn có một cây xúc xích nè. Nên là em ăn đi, anh không sao đâu. Với lại cái mặt này nè là mấy rài thèm ăn xúc xích lắm đúng không? Nè, quỷ luôn đúng không ạ? Chia ra ăn chung đi. Thôi, em ăn đi. Anh sức chai chán mà, anh cầm cự được. Vợ anh ăn ngon là anh vui rồi. Đợi anh xíu nha. Alo.
Đang ăn với vợ mà làm phiền. Ủa sao em ăn tô của anh? Tô này xúc xích của em mà. Thôi anh đi làm nhiều thì anh phải ăn cho có sức khỏe. Em ăn tô này được mà. Khoan, cái tô này á nãy anh làm cay lắm em ăn không được đâu. Trời ơi, quỷ lương lẹo à. Ở chung với người ta bao lâu không biết người ta ăn cay hả? Cái tô này á hồi nãy á anh nấu mì hết hạn, nãy tính bỏ mà anh tiếc quá nên là thôi để anh ăn. Vậy thì anh càng không nên ăn, tại vì anh đi làm mà. Còn em ở nhà, nếu mà hết hạn rồi đau bụng thì em cũng ở nhà thôi. Anh ăn đi. Tôm. Dưới còn có mực nữa. Kế bên có giò heo với tỉ heo. Anh em anh đi, anh cần anh lột tôm không? Có hành nữa nè, ăn sung. Để anh lột tôm cho em nha. Tầm ta đi đâm, tầm tầm ta đi đâm, tầm tầm. Một chấm là xây đấm, hai chấm là đấm xây, ba chấm là ngất ngay, bốn chấm là lên luôn em ơi. Trễ có 5 phút mà nghe. Thương cho rồi cho dọn. Lại nhau. Không có, anh uống có một chút xíu mà. Ghét cho ngọt cho bụi. Bây giờ mê nhậu hơn mê tôi đúng không? Đúng. Mấy con chim này nè. Mấy con chim này nói đúng không? Tụi bay đừng có hại tao nha. Ai nói tao mê nhậu hơn mê vợ tao vậy? Anh là anh mê em nhất luôn. Vợ anh là number one là... Trời ơi, bốc lửa ghê chưa? Quá nhiều đường cong. Cái này là bao nhiêu mơ ước của bao nhiêu người đàn ông luôn á. Anh là anh may mắn lắm luôn mới lấy được người vợ anh vậy luôn á. Anh đi làm công chuyện thì người ta phải gặp anh, phải trao đổi, phải uống, phải nhập. Thôi bây giờ chửi thì cũng chửi rồi, la cũng la rồi. Thôi bây giờ cho chồng vô nằm nghỉ, để mà tối chồng còn có sức để mà trả bà cho vợ. Hả nha. Dễ thương quá, thương quá. Đi vô nha. Nuốt, nuốt, nuốt. Béo quá. Mình đi vô nha vợ, anh mệt rồi cho anh nằm nghỉ nha vợ. Đi vô đi. Thôi nhá. Nhận ở đâu ra này mất đôi. Đi. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, bao giờ nôn hết rồi muốn về thì về. Đi đi. Thôi mà em ơi, em alo. Thôi qua đón tao nhanh, chim sổ lòng rồi, bữa nay nhậu tới sáng luôn. Nhấp nhấp nhấp. Trời ơi, dịch bệnh dày, đất đai ế ẩm, bữa giờ không có vô cái kèo nào hết. Kiểu này chắc cạp đất mà ăn luôn, chứ bán đất đai gì nổi nữa. Mai đi ăn với tao nha. Mà mùa dịch này chán ghê luôn á, tiền thì dư dả quá trời. Tao tính á, là mua đất để dành, mày thấy ok không? Chứ nhiều tiền quá không biết làm gì hết trơn á. Trời, mày nghĩ sao vậy mà tao không có tiền? Tiền bạc đối với tao không thành vấn đề. Có bao nhiêu đâu. Trời, cái gì thiếu chứ tiền là không thiếu má. Vô bánh, mồi ngon, mồi ngon. Một nụ hồng, một nụ hồng tặng cho mắt này.
Đó hồng tươi thắm sẽ tặng tặng cho em. Tặng em hả? Tặng em. Trời ơi, sao biết em thích hoa màu tím nhỏ? Nhìn em mặc bộ đồ đó là biết em thích hoa màu tím rồi. Còn một món quà nữa. Một ly trà sữa ngọt ngào đầy topping dành tặng em. Ôi mày trứng. Tự tựa. Em thích tự tựa lắm luôn á. Cảm ơn nha. Không có gì. Đừng cảm ơn vội. Bên cạnh đó còn những món quà như sau. Mỹ phẩm cao cấp rất hợp với làn da của em. Ủa mà cái này không thích thì không hợp rồi đó. Con gái phải xài mỹ phẩm với em. Mà cái này không hết. Thôi dù vẫn cảm ơn. Cầm đỡ đi em. Mà sao tự nhiên tặng quà nhiều vậy? Có ý đồ gì không vậy? Không ý đồ gì đâu em. Chẳng giấu gì em. Nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt à, anh Hiếu chuyên viên bất động sản. À, là anh là người cò mấy người cò đúng không? Cò cái gì mà cò? Cò là đâu ngoài kia. Còn anh nè, không lịch sự như vậy, bảnh bao như vậy phải gọi là chuyên viên bất động sản, em hiểu không? À, là chuyên viên bất động sản. Anh á là chuyên đất nền, em cần bao nhiêu cứ nói anh. Ờ, sao anh biết em cần đất vậy? Nói gần nói xa, hôm qua nói thiệt thêm lần nữa. Hồi nãy anh có nghe em nghe một cuộc điện thoại đó. Anh nghe là em đang cần rất là nhiều đất đúng không? Nói với anh, cần bao nhiêu, anh lo được hết. À, thì em cần có 2-3 bao gì đó thôi à. Sao vậy? 2-3 bao lần sau em? Thì em cần đất trồng á. Đất trồng? Ờ? Trời, anh là chuyên viên bất động sản. Ừ. Chuyên đất nền, đất trồng làm sao em? Trời ơi trời. Ý sao vậy? Chào. Đúng rồi trời.